năm Covid thứ hai, trái đất dần bị ảnh hưởng nặng nề. Những nước lớn trên thế giới sụp đổ, đặc biệt nhất là nền kinh tế. Nhiều công ty lớn đã không còn trụ vững nữa, điển hình là Blockbuster, S&M, kể cả những thương hiệu uy tín và ổn định nhất thị trường như Nike, Metro Center, Lakeside đã gồng mình chống dịch. Ở Việt Nam, giám đốc của các công ty cũng đang lao đao gồng mình, lợi dụng tình hình kinh tế xuất hiện một loại hình lừa đảo mới, tinh vi hơn, quy mô hơn, đầu tư kinh doanh tiền ảo. Giám đốc ơi, mùa dịch đang căng thẳng như thế này, khách hàng của chúng ta liên tục hủy chuyến. Chúng ta đã đặt cọc khá nhiều cho các chuyến bay và resort. Với tình hình tôi biết rồi. Ê, bạn tôi, lúc này sao rồi? Sao nhìn mặt buồn như vậy? Tháng này không biết tiền đâu, trả tiền cho nhân viên đi. Căng à? Tôi nói rồi, du lịch mùa này sao có ăn được. Thôi, nghe lời tôi, qua bên tôi đầu tư tiền ảo. Bao lời. Bạn dẹp mấy cái chuyện tiền ảo tiền yết gì của bạn đi, không an toàn một xíu nữa. Tôi không theo đâu. Không an toàn. Rồi, không có tâm trạng chứ gì. Nhưng mà tôi nói nè, nó an toàn thiệt. Đây là thao tác mua và kết quả sẽ trả về trong vòng 30 giây. Cực kỳ đơn giản để mình sử dụng. Thì đó là tất cả kiến thức để chơi. Nhưng mà trong giai đoạn đầu như thế này á, thì tôi nghĩ anh nên ủy quyền cho những chuyên gia chơi dùng sẽ an toàn hơn. Anh cứ thử nghĩ đi, mỗi buổi sáng thức dậy kiểm tra tài khoản và có thêm 1%. 1% một ngày, tức là một tháng mình có 30% hả? Hơi ít, nhưng nó an toàn. Tôi nghĩ là không có ít đâu. Với một giám đốc công ty du lịch như anh thì thừa kiến thức để hiểu. Nhưng mà nếu cảm thấy không tin tưởng thì thử chơi 100-200 đô. Có thấm tháp gì đâu. Ơi anh Năm Sóc, ở chung sớm bao nhiêu lâu nay mà lần đầu tiên thấy anh Năm Sóc nhậu chung với tụi mình ha. Mọi hôm thấy anh Năm Sóc đi ngang qua rồi liếc vô tụi mình, đâu có vô đây đâu. Vì mày kêu trong cái sớm này chuyện gì mày cũng biết. Ông Năm Sóc bọn chảnh chó. Cái đợt dịch này công ty không kịp, không có kiếm tụi mình đi chứ không có kiếm mình. Do cái công ty này không có đợt này dịch á, không dẹp cái công ty không luôn. Ôi anh em nói kỳ quá. Anh là anh muốn ngồi chơi với anh em chứ đâu có muốn đi làm kiếm tiền đâu. Kiếm tiền nhiều quá cũng đâu có ai chơi mình, đúng không? Tình làng nghĩa xóm mình cũng quan trọng. Công việc của anh mà. Hoài. Anh không bao giờ nhắn tin với gái đâu mà em lo. Em không tin anh. Ừ. Mà tình hình dịch như vậy rồi, công ty của anh có sao không? Tình hình chung mà. Nhưng mà em đừng lo, anh giải quyết hết rồi. Nha. Vậy là rút ra hết luôn đúng không? Đúng rồi. Nếu mà rút qua cổng thanh toán trực tuyến á thì hết 15% phí. Còn nếu mà rút qua nội bộ như tôi á thì chỉ tốn tiền trên lệch giá đô thôi. Anh yên tâm, tôi tìm hiểu kỹ rồi mới liên lạc cho anh đó. Của anh tổng cộng là 220 đô. Giá thu là 23.000 một đô. Tổng của anh là 5.060.000. Để tôi chuyển cho anh.
xong rồi đó. Bộ 10 ngày kiếm được 20 đô. Ít quá hả? Tại vì anh đầu tư có 200 đô thôi đó. Tôi thấy vậy là nhiều rồi đó chứ. Giờ tôi bận việc rồi, về trước. Có gì cứ gọi hả? Thủy hả? Cô làm lệnh chuyển tiền từ tài khoản công ty qua tài khoản cá nhân của tôi chưa? Như em nói đây, tình hình dịch này không có làm ăn được cái gì đâu anh hai. Thiệt. Chắc là anh không có tham gia đâu. Ba cái này rủi ro lắm. Ban đầu em cũng nghĩ như anh vậy đó. Nhưng mà anh biết tính em trước giờ mà. Kỹ lưỡng. Nhưng mà anh yên tâm, em có chết lại hết rồi. Trên cái thị trường này á, có rất là nhiều cái sàn ảo. Nhưng riêng cái app này nha, em rút vô được, em rút ra được, nhưng mà rất là nhiều lần. Nên em tin tưởng nó. Anh phải tin em. Em nói là chỉ muốn tốt cho anh thôi. Chứ người ta chơi cái này á, không có ai mà nói ra đâu, ta giấu hết à. Kiếm tiền cái kiểu này anh không có ham. Với lại anh cũng thích kinh doanh kiểu chính thống thôi. Là người trong gia đình, chị mới nói cho em nghe. Bao nhiêu người đã đâm đầu vào cái tiền ảo này rồi, tán gia bại sản rồi. Bộ em định lôi anh chị theo hay sao? Đâu có. Không thấy ông bán chiếc xe đổ tiền cho nhân viên kìa. Bán xe? Wow. Sao bữa ông nói với tôi là ông đem đi bảo trì? Thì bữa đó tôi bảo trì thiệt, xong rồi tôi mới bán. Mà bữa nay anh chị kêu mày qua đây là để nói mày tránh xa ba vụ đó ra. Làm gì làm, anh cũng sẽ cầm cự công ty tới cùng. Tùy anh thôi. Em về đây. Có chết anh cũng không tham gia đâu, mày đừng có dụ anh. Cảm ơn mày nha. Công nhận anh thấy kiếm tiền cái này ok á. Sắp tới anh định đập vô thêm mới nữa. Có gì đâu, anh ổn là em vui rồi. Nhưng mà anh về thay đổi thiệt ha. Thì cái gì đúng thì nghe thôi. Có chuyện này đúng nè, nghe không? Anh đổi luôn bà vợ đi. Đáng để suy nghĩ. Em về. Ủa? Anh suy nghĩ cái gì vậy? Anh có suy nghĩ gì đâu. Anh suy nghĩ gì hết hả? Nấu cơm chưa? Giặt đồ rửa chén chưa? Suốt ngày ngồi ở điện thoại là không nói gì rồi. Nước lên tới hả? Lẹ lên! Anh có 5 phút rồi bắt đầu á. Tiền anh đưa cộng với ngân sách còn lại là vừa đủ. Tốt. Với lại anh thấy tháng này có nhiều đoàn lớn đang book tour á. Công ty mình có cơ hội vực dậy rồi anh. Nhưng mà tôi nghĩ không cần thiết đâu. Với cái tình hình dịch hiện tại này, nó chỉ tạm ổn thôi, chứ nó chưa hết hẳn. Tôi nghĩ mình có hướng đi riêng. Mấy chú em cứ vậy hoài. Mốt anh nhớ chăm chút thời gian á, ghé chở tụi em nhiều hơn. Mốt anh vậy nữa đâu. Anh em nay nhậu sớm vậy? Ủa, ai đây? Anh Năm Sóc. Ủa trời. Năm Sóc nay nhậu với tụi bay hả? Ủa trời, mấy đâu hả? Em làm mới về anh. Ủa với anh cái đi. Rồi vô với anh cái. Có bao giờ nhậu được với anh đâu. Rồi, tại vì nó bận đi. Rồi khi anh cũng kiếm tụi nó nhậu hoài vậy. Anh kiếm tụi nó lúc mấy giờ? 11, 12 giờ đêm gì đó. Bây giờ đó nó mới trong công việc. Giờ đó người ta mấy thùng rồi. Giờ đó lê lè. Mấy này anh để ý rồi, chưa chưa là anh thấy nó xỉn rồi. Anh canh tới chiều tối nó ngủ dậy giấc anh Vũ nó nhậu tiếp. Anh nhậu nó ngủ chứ. Giấc nó sáng luôn. Cảm ơn mày nha. Giờ mày giới thiệu anh cáp, bây giờ anh gỡ được mớ cũng kha khá đó. Trời, có gì đâu anh, chậm sớm không à. Nghe nè, biết con Kiều chấm trên không? Biết. Bữa nó làm trong Sunny Lúc á. Bữa nào anh này vô trong bút không? Nó làm trong Sunny. Nó tới, trời ơi, tới xong rồi. Làm sao không thấy nó ta? Tụi cũng đi rồi hả? Không, em coi trên mạng á. Năm Sóc, nhậu, nhậu anh Năm Sóc. Nhậu cái bà mẹ rồi mày chứ nhậu, tối ngày cứ ăn cái nhậu. Ăn ở công không, kiếm cái gì làm đi. Ăn nhậu biết mày hụt cho cố vô.
lắm ngồi giống như hai thằng bợm không? Ngồi thì sáng tới tối ba mẹ có dạy không? Nó sai cơ từ cầu trời khấn Phật, huy hoàng từ đá đổ lư hương. Thấy tao nói đúng không? Thằng Năm Sóc này sống dơ lắm. Ông đi chơi vui không? Dạ vui. Xạo thiếu anh mà vui gì? Thiếu anh, cho nên là hôm nay mới đi với anh nè. Ừ. Nhưng mà xíu nữa anh chờ đi chơi nữa đi không? Đi. Anh nghe điện thoại cái nha. Dạ. Em nghe anh không? Ủa Tài, cái sàn giao dịch sao vậy? Sao sáng giờ anh không vô được? Em kiểm tra lại giùm anh cái. Anh Năm, anh nói gì vậy anh Năm? Em vẫn vô được mà. Tao không vô được thiệt. Để kiểm tra lại coi còn 3G không nha. Anh coi lại cái máy của anh đi. Vậy thôi nha. Làm hết hồn. Mày biết anh bỏ vô đó bao nhiêu tiền không? À, mất hết rồi. Mày nói thiệt đi, mày ăn bao nhiêu tiền trong đó? Cái thằng mà lừa đảo anh em như mày á, kết cục không tốt đâu. Mày á. Cái nhà em của em. Nhà anh Tài đó mà. Đúng rồi, nhà anh Tài đó. Anh có tiền nhiều. Anh lừa. Bây giờ không còn một đồng. Tài đâu rồi? Tài đâu rồi? Này sao đông đen mày? Mấy tao nhìn giống kiểu đi phát cơm từ thiện á. Ủa Tài, giàu lắm mày ta. Bữa tao có nghe cái vụ mà gì ta đi karaoke sinh đi gì đó. Chắc là nó nợ gì cũng Năm Sóc. 25 triệu một đêm lận mà. Đâu rẻ đâu bạn. Ôi Năm Sóc ơi, nhậu nhậu.
Vậy là em biết rồi đúng không? Nếu như em biết rồi thì anh cũng nói cho em biết luôn. Anh đang đi chơi với bạn em mới. Anh mất hết rồi, tất cả tiền của anh mất hết rồi. Mọi người không ai tin anh hết, ai cũng bảo anh lừa dối họ, trong khi đó anh muốn tốt cho mọi người mà. Nhưng mà tất cả lỗi lầm của họ đều đổ lên đầu anh. Anh vô dụng lắm hả? Anh đem tất cả tiền của anh dồn vô nó, cả cái tiền duy trì công ty nữa, anh mất hết. Anh, nhưng anh vẫn còn có em mà. Mất thì mình làm lại nha anh. Anh hãy tin vào chính mình. Tiền em để dành, khi nào có rồi đưa lại cho em. Thôi, anh không lấy đâu. Anh cứ giữ lấy đi. Anh ở phòng của em nghỉ ngơi chút xíu nha. Em xuống dưới chuẩn bị đồ ăn cho anh. Vy. Dạ.
Con còn quen thằng Tài không vậy? Dạ còn. Con bỏ nó liền ngay cho ba. Sao vậy ba? Thằng Lâm con bác hai, nó vừa mới chết đây. Anh Lâm, con bác hai, hồi nào vậy ba? Là tại thằng Tài đó. Thằng Tài nó lừa thằng Lâm chơi mấy cái tiền ảo của nó. Thằng Lâm vay mượn khắp nơi, bây giờ không có tiền trả. Cùng đường nó mới nhảy cầu tự tử đó. Nhưng mà nếu mà như vậy thì đâu có liên quan tới anh Tài. Anh Tài cũng là nạn nhân mà. Nạn nhân hả? Thằng Tài nó làm ăn bao nhiêu năm rồi, nó phải thừa biết. Mấy cái đồng tiền đó đâu phải là đồng tiền chân chính đâu. Nhưng mà nó vẫn bỏ tiền vô ha. Nó muốn thu lại nhiều, tại vì nó quá tham. Mà cái gì dễ kiếm được thì cũng dễ mất đi mà thôi. Mấy đứa nghĩ tiền ảo đúng không? Tiền là ảo, nhưng hậu quả là thật đó. Chính vì những đứa trí thức như tụi bay lôi kéo dụ dỗ, thì những đứa không biết gì như thằng Lâm nó mới tham gia những cái này. Cho dù là pháp luật bây giờ không xử độc tội tụi bay, nhưng mà đối với tất cả mọi người, tụi bay là những kẻ giết người đó, biết chưa? Cho câu chuyện, nhưng có những sai lầm có thể sửa được, có những sai lầm thì không. Hãy tỉnh táo lựa chọn và đưa ra quyết định giữa cái xã hội này. Dễ dàng có được thì sẽ dễ dàng mất đi. Xuất hứa với đạo diễn á, sau 5 giờ cho đạo diễn cái còn chuyện thôi.
Đâu hai chồng ông nào cũng không được đâu em. Hết rồi. Đạo diễn không mà em. Hết rồi. Đây là đạo diễn. Đây. Để mình nói đây để mình nói cho mấy bạn nghe về cái đoàn của tụi mình, một cái nhóm BL. Đây người đứng đầu của chúng ta đạo diễn. Không có gì. Nhận cưới. Phó đạo diễn. Nhẹ nhàng thôi, phó đạo diễn nhẹ nhàng sương sương thôi. Bỏ đi. Anh đang rất thèm cái những cái đồ trên đó đúng không? Dùng các bạn mà cái này ăn được mà. Chồng má mới quay đừng có mua đồ cũ cho cá nha bộ. Anh đang rất là thích ăn chả cá nha mọi người. Tôm. Từ ngày quay thấy từ ngày hút thuốc thấy nó nhẹ nhàng, nay hút thấy nặng nặng. Cái điếu thuốc á, không phải, đừng đi tới chỗ khác. Cái điếu thuốc nó nặng nặng. Đừng có nhìn cái chỗ khác.